Xin được kính chào cả nhà. Khi mà đi mua TV thì có một yếu tố mà chúng ta thường rất quan tâm, đó chính là độ bền của sản phẩm. Thông thường thì chúng ta sẽ so sánh độ bền giữa các hãng, giữa Sony, Samsung, LG rồi các hãng rẻ trên thị trường, đâu là hãng có độ bền tốt hơn. Điều thứ hai nữa là chúng ta sẽ quan tâm đến cái công nghệ màn hình thì giữa màn hình OLED với màn hình LED thông thường hoặc là giữa màn hình VA với màn hình IPS thì đâu là màn mà có cái tuổi thọ nó cao hơn? Hoặc là trong cùng một thương hiệu TV nhưng mà chúng ta sẽ quan tâm là đâu là model, đâu là dòng sản phẩm mà có độ bền cao hơn. À, liệu rằng là TV đắt tiền có bền hơn TV rẻ tiền hay không? Thì đó là một số những chủ đề mà nó có một số những sự thật đằng sau. Đôi khi có thể rất nhiều người là chưa biết hoặc là hiểu chưa đúng hoặc là chưa đầy đủ về những nội dung này thì em sẽ chia sẻ với mọi người và chúng ta sẽ cùng thảo luận và cũng như là nhìn nhận một góc nhìn một số những sự thật đằng sau những câu chuyện đó. Đầu tiên nói về thương hiệu thì rất nhiều người có thể là bị hiểu lầm bởi những định hướng về dư luận hoặc là chúng ta tự trải nghiệm một số những sản phẩm sau đó là đưa ra kết luận. À, thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng là đối với Samsung hoặc là LG thì họ có nhà máy sản xuất màn hình thì rõ ràng là sản phẩm của họ thì màn hình sẽ được bền hơn thế còn sony thì họ là đơn vị mà à, đi nhập lại cái màn hình của các đơn vị khác thì có thể rằng là chất lượng sẽ không bằng vậy sự thật có phải như vậy không à, nếu như mà chúng ta mà chỉ nghĩ theo uh, phương diện đó thì đúng là chúng ta đang uh, hơi uh, thiếu một chút thông tin à, đầu tiên em sẽ cho mọi người xem ví dụ như đây là một mẫu tv lg chẳng hạn Rõ ràng là họ cũng có nhà máy sản xuất về màn hình nhưng không phải lúc nào hoặc model nào họ cũng có thể là lắp được những màn hình do LG sản xuất mà họ cũng vẫn phải đặt ở những đơn vị thứ ba. Như màn hình này chúng ta thấy rằng là made in China và đặt ở một đơn vị thứ ba là chuyện bình thường. Cái thứ hai nữa là đối với Sony cũng vậy. À, Sony có rất nhiều model bị lỗi, bị hỏng và khi mở ra thì bên trong màn hình là sử dụng của Samsung display bình thường, tức là Uh, Sony họ vẫn mua lại màn hình của Samsung, của LG hoặc là một số các đơn vị ở bên uh, quốc gia thứ ba là bình thường và Samsung cũng vậy thôi. Uh, Samsung ở một số những mẫu bình thường thì uh, trong cùng một model có thể là ở một số kích thước nhất định thì họ cũng vẫn sử dụng một số những công nghệ màn hình IPS là một trong những công nghệ mà do LG họ phát triển. Như vậy thì nếu nói đến đây thì chắc mọi người cũng hình dung được câu chuyện là độ bền của sản phẩm nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ phiến diện theo hướng đó là các hãng và hãng này họ sản xuất được cái này hãng này họ sản xuất được cái kia thì rõ ràng là cái phần kết luận độ bền này nó sẽ không hoàn toàn chính xác mà thực tế thì các hãng về cơ bản bây giờ họ cũng na ná giống nhau về cái linh kiện về nơi mà nhập các thiết bị à về màn hình về led hoặc là một số những cái uh, chi tiết bên trong à, chỉ có những cái điều khác nhau lớn nhất đó là liên quan đến các bộ xử lý thì gần như mỗi hãng họ sẽ có một bộ xử lý riêng tức là con chip ấy. À, đó mới là những yếu tố mà chúng ta đáng quan tâm nhưng mà cơ bản thì nếu mà để kết luận tìm được một hãng nào bền hơn, nhỉnh hơn, một hãng nào mà họ sản xuất linh kiện từ A đến Z và họ làm trao chút thì đúng là thật sự rất là khó. À, chắc là một người cũng hình dung được câu chuyện là bây giờ chúng ta lựa chọn uh, chiếc TV bền, bền ấy thì có thể rằng là chúng ta rất khó có thể chọn theo hãng mà chúng ta phải chọn theo các tiêu chí khác. À, chuyển sang một cái tiêu chí thứ hai đó là cái tiêu chí về màn hình thì rất nhiều người cũng sẽ suy nghĩ rằng là màn hình IPS thì đúng là có quãng thời gian mà chúng ta được uh, uh, nhận những thông tin hoặc là những chia sẻ là màn hình IPS thì có cái độ bền nó cao hơn nhưng mà thực tế thì có phải như vậy không uh, thì uh, sự thật thì em cũng sẽ xin chia sẻ với mọi người rằng là cũng không hoàn toàn chính xác giữa màn hình IPS và màn hình định dạng VA ấy, bản chất câu chuyện thì nó chỉ là khác nhau về cấu trúc sắp xếp thôi chứ còn một cái là theo đưa, theo uh, chiều dọc một cái là theo chiều ngang cả hai loại màn hình này thì nó đều có những điểm mạnh và điểm yếu nhất định một cái thì nó sẽ cho cái độ tương phản tốt hơn đó là cái màn hình VA á. nhưng mà cái góc nhìn của nó thì lại hẹp hơn và một cái thì IPS thì uh, màn hình thì sẽ có cái độ sáng nó tốt hơn có góc nhìn rộng hơn nhưng mà cái phần độ tương phản tức là khả năng chênh uh, lệch giữa khoảng sáng nhất và tối nhất Nói chung là về tương phản thì là sẽ đuối hơn so với màn hình VA. Vì vậy tùy theo từng kích thước mà các hãng họ sẽ lồng ghép giữa hai màn hình với nhau. Có thể 43 hoặc 50 inch thì sẽ là màn hình IPS nhưng mà 55 hoặc là 65 thì là VA. Hoặc ngược lại là chuyện bình thường. Thế còn cái chuyện bền ấy là không hoàn toàn. À, một chiếc TV mà bị lỗi sử dụng màn hình IPS thì nó rất là nhiều và đặc biệt là một số mẫu mà chúng ta thấy rằng là của ví dụ như là của LG cũng có, thậm chí là Sony cũng rất là nhiều những model sử dụng màn hình IPS. Vì Sony thì thông thường là một số kích thước ví dụ như là 55 hoặc 65 trước đây thì họ hay sử dụng màn hình IPS và nhỏ hơn thì họ lại sử dụng màn hình VA. Ví dụ như vậy rất là nhiều luôn. Nên là để mà kết luận là màn hình IPS bền hơn thì không đúng. Chẳng qua nó chỉ có một cái đó là IPS thì chúng ta thấy rằng là trước đây khi mà vẫn còn cái cách test màn hình mà chúng ta miết cái À, tay lên màn hình thì màn hình ips thì nó không để lại cái vết loang của cái màu đúng không ạ và chúng ta cảm giác là như vậy thì màn hình nó cứng hơn màn hình nó tốt hơn nhưng mà thực tế thì không phải tại vì là đâu có phải là cái phần hỏng màn hình nó chỉ hỏng ở cái phần mà bị va đập là cứng hay mềm đâu mà nó là cái gì ạ nó là những cái táp nó là những cái uh, mạch rất là nhỏ ở trong màn là những cái mạch rất là nhỏ ở trong cáp nhỏ hơn cả sợi tóc À, đúng không? và những cái đó mới là những cái nguy hiểm và nếu như đứt hoặc là chập thì nó sẽ là kẻ màn hình hoặc là nó sẽ không lên màn hình đấy mới là những yếu tố quan trọng vì vậy nếu để mà định hướng giữa màn hình ips và màn hình va mà màn hình nào bền hơn thì cũng không chính xác chúng ta cũng không thể chọn tiêu chí này để là chọn chiếc tivi bền à, một cái nữa đó là liên quan đến giữa màn hình oled và màn hình lcd thì về lý thuyết mà nói thì cái tuổi thọ của cái led hữu cơ ấy, bao giờ thì nó cũng sẽ yếu dần cái led hữu cơ là ở trên màn hình oled ấy, nó sẽ yếu dần và nó cũng có cái độ sáng cũng như là cái tuổi thọ thì cảm giác như là nó sẽ ngắn hơn so với lại cái led uh, vô cơ tức là với cái tv lcd thông thường của chúng ta đấy chỉ là lý thuyết thôi nhưng mà thực tế thì đúng là rõ ràng là à, cũng có rất nhiều tv lcd dùng còn chưa hết bảo hành đã hỏng đúng không ạ hoặc là dùng một vài năm hỏng à, uh, oled cũng vậy thôi oled thì thực ra cũng mới ra mắt được khoảng rộ uh, nhất là khoảng tầm 5 năm trở lại đây vì vậy là cũng không thể xác, xác minh hoặc là cũng chưa có một cái dự kiện nào chính xác là nó sẽ dùng bền đến mười mấy năm hay là bao nhiêu năm thì chúng ta cũng không thể chính xác được uh, nên là tất cả cái phần lựa uh, chọn theo màn hình thì gần như nó vẫn là lý thuyết còn cái yếu tố mà then chốt thì nó phải là phần sau thì uh, cuối video em sẽ nói rõ là chọn độ bền thì chúng ta sẽ chọn theo yếu tố nào À, tiếp là chúng ta sang một cái vấn đề thứ ba nữa đó là trong cùng một hãng thì chúng ta sẽ lựa chọn model đen nào là model bền thì thông thường à, cũng phải chia sẻ thật đến mọi người là hãng thì bao giờ họ cũng sẽ chia làm ba phân khúc tv để sản xuất một là mẫu bình dân là mẫu gần như là mẫu tv thấp ấy, để bán đại trà và trong cái mẫu đại trà này thì sẽ có chủ yếu là các mẫu tv giá rẻ và có cái cấu hình nó tương đối là thấp và một mẫu nữa là mẫu trung bình thì mẫu trung bình này thì nó sẽ nằm ở trong cái phân khúc ví dụ như chúng ta sẽ thấy rằng như là NanoCell, QLED hoặc là một số những cái mẫu ví dụ như là x86 ấy, của Sony ấy, hoặc các hãng rẻ họ cũng có. À, họ sẽ có cái mẫu trung bình này và cái mẫu này thì nó lại nhỉnh hơn một chút về cấu hình và cũng có một chút nữa là về cái phần chất liệu bên trong thì có thể họ đặt cũng như là họ có những cái phần nó trau chút hơn một chút và cái định dạng thứ ba nữa là định dạng cao cấp cao cấp thì rõ ràng là các dòng cao hẳn lên ví dụ như là OLED của LG của Sony hoặc là một số dòng Neo QLED của Samsung ví dụ vậy nhé thì đó là phân khúc cao cấp thì trong các phân khúc này thì họ sẽ sản xuất tất nhiên là cái phần ưu tiên của họ thì bao giờ cái phân khúc phân khúc cao cấp thì họ cũng có những sự cho chút hơn một chút tức là đang nói về vấn đề là TV đắt tiền ấy liệu nó có bền hơn hay không thì trong các tivi đắt tiền thì nói thật với mọi người rằng là Tất cả các phần liên quan đến mạch Tất cả các phần liên quan đến màn hình Thì họ có trau chuốt hơn thật à, Các phần mà khi màu em mở ra thấy rằng là Các phần chân của các linh kiện này à, Các điểm mối hàn của họ Cũng rất là có vẻ như là nó cũng trau chuốt hơn Chắc chắn hơn Phủ keo ở những cái phần kết nối cũng rất là chắc Rồi thì cái phần tản nhiệt ở bên trong ấy những cái phần mà những thanh tản nhiệt hoặc là các tản nhiệt ở trên những công nghệ led thì rõ ràng là họ cũng sử dụng các chất liệu nó tốt hơn, có khả năng chịu nhiệt được hơn và có khả năng tiết kiệm điện tốt hơn. Thì đấy là cái phần mà chúng ta hiểu rằng là phân khúc cao cấp thì đúng là có một chút đúng về tiền nào của đấy Tức là có một chút thôi nhá Thì còn tất nhiên là cái chuyện mà bị tác động bên ngoài nó vẫn có Ví dụ như chẳng may xét nó đánh cháy Hoặc là uh, do mình đổ nước vào Hoặc là như thế nào đó Rất nhiều yếu tố tác động bên ngoài thì nó vẫn xảy ra hiện tượng hỏng là bình thường Nhưng nếu để sử dụng trong cùng một điều kiện giống nhau Cùng một điều kiện mà chúng ta cẩn thận Không bị xâm nhập hoặc tác động bởi yếu tố bên ngoài Thì đúng là các sản phẩm cao cấp sẽ có cái độ bền ổn hơn một chút Đấy là một chút nhé À, cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy trong các phân khúc rẻ Thì trong phân khúc rẻ thì sẽ có một cái yếu tố như thế này, này Là một số hãng bây giờ họ sẽ có một số những dòng Là họ sẽ làm theo dạng là khá là bền Với điều kiện là dòng này họ sẽ sản xuất đi sản xuất lại từ năm này qua năm khác Và họ có thể họ chỉ đổi một chút về cái 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 ký hiệu thôi đó, nhưng mà nếu như mọi người tinh ý thì sẽ thấy rằng là nó không khác gì cái chiếc tivi năm ngoái hoặc năm kia cả thì những cái dòng như này họ sẽ có một chút trau chút về cái phần bảo vệ hoặc là một số những cái hệ thống để mà gia tăng độ bền những cái dòng này họ sẽ xác định là sẽ xây để mà chạy từ năm này qua năm kia và họ sẽ gần như là họ sẽ lưu ý một chút đến các yếu tố về điều kiện những cái tác động phía bên ngoài Ví dụ như là những cái dòng như là W660 mà người thấy không? là năm này qua năm kia thì nó vẫn hình thức như vậy thôi Và cái phần công nghệ nó vẫn thế, nó chẳng cải tiến gì nhiều cả Nhưng năm sản xuất từ 2019 họ sản xuất, 2020 lại sản xuất, 2021 lại sản xuất Và có thể 2022 này cũng vẫn sản xuất Và cái dòng như thế này thì họ xác định luôn là họ sẽ bán là với khuôn phân khúc thấp và họ sẽ làm một dòng sản xuất liên tục vì vậy là cái bộ tứ bảo vệ ở trên dòng này nó được phát huy tác dụng và họ làm để cũng như là để lại để lại một cái gần như là cái khẳng định về cái phần chất lượng nó dù sao nó cũng sẽ an tâm hơn đấy là về phần uh, trong một số cái mô đen vì vậy là khi chúng ta đi mua thì tất nhiên chúng ta cũng phải có những sự cân nhắc cũng cần phải có những sự xem xét và sự xem xét của chúng ta ở đây là những gì Đầu tiên như video hôm trước em đã nói rồi là chúng ta sẽ phải xem xét cả về những phần như là từ bên ngoài đến tận bên trong đầu tiên là những cái thiết kế nếu như mọi người quan tâm đến các mẫu tv mà có thiết kế bền thì mọi người hãy xem lại cái video hôm trước em đã chia sẻ trên kênh và thứ hai nữa chúng ta sẽ quan tâm đến một số những cái yếu tố bên trong về cấu hình tất cả mọi thứ và điều đặc biệt quan trọng nữa đó chính là cách sử dụng của chúng ta chúng ta phải sử dụng như thế nào và cách sử dụng thế nào bền thì trên kênh em cũng đã hướng dẫn rồi đây là một vài những góc nhìn hoặc là một số những chia sẻ thật của em về tv hiện tại bây giờ về vấn đề độ bền Tại vì em thấy có rất nhiều những thông tin trái chiều Rất nhiều người đang nghĩ theo hướng nó cũng không hoàn toàn là chính xác Có rất nhiều người thấy rằng là hàng xóm dùng cái mẫu đó rất là bền Nhưng mình mua một cái giống hệt như thế về Có thể vài hôm hoặc vài tháng hoặc là chưa hết bảo hành hỏng là bình thường Hoặc là một chiếc tivi này của chúng ta dùng cái thương hiệu này dùng bao nhiêu năm rồi rất là bền Và bây giờ nó hơi nhỏ chúng ta muốn đổi sang tivi khác và vẫn mua cái thương hiệu đó Nhưng mà độ bền nó lại không bằng cái tivi lúc trước ta dùng nữa. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Và tất cả những yếu tố liên quan à độ bền thì chúng ta phải xét trên phương diện tổng thể. Trong đó có một yếu tố cực kỳ quan trọng nó liên quan đến vấn đề người sử dụng nữa. Thế còn tất cả những vấn đề tham khảo mà em vừa đưa cho mọi người ví dụ như là thương hiệu, ví dụ như là màn hình, ví dụ như là trong phân khúc các model thì nó chỉ là mang tính chất tương đối thôi. Thế còn chúng ta còn rất nhiều những thứ phải quan tâm. Đặc biệt là quá trình sử dụng. À, rất là cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian để lắng nghe cũng như là À, cùng chia sẻ với em về vấn đề về độ bền và nếu như mọi người có những ý kiến hoặc là có những đóng góp gì thêm thì mọi người có thể comment và hiện em hy vọng là nhận được những comment văn minh mọi người nhé và chúng ta sẽ cùng thảo luận để xem rằng là nhìn nhận của chúng ta về một chiếc tivi bền nó sẽ như thế nào rất là cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo